Ok nhá, xin kính chào quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác nhá, đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Hai Audio nhá. Hôm qua thì em say quá các bác ạ. Đó, nên là hôm qua mới có một ông anh thì ông ấy chuyển khoản luôn thì ông lấy cái đôi BMW này thôi. Chứ cái loa này thì em vẫn chưa bán, tối nay em sẽ livestream với tất cả các bác nhá. Đó, tối nay em sẽ livestream. Và đặc biệt là buổi tối ngày hôm nay thì sẽ có thêm cái dòng mic này, cái dòng mic của em là chính là đang tháo ra để bắt đầu là set tay các bác nhá. Mic 1, mic 2, 3 tay chỉ là tối nay em set hết, có cả những BBS 6 số các kiểu ngày kia đang set up, đang làm nha các bác nhá. Và ở đây thì có rất là nhiều loại luôn, Bayer rồi là mà cơ bản là BBS các bác nhá. BBS nhá. Đó, cơ bản là cái dòng BBS rồi các kiểu này. Tối nay thì em ai sẽ là kiếm được bộ nào mà set được bộ nào, tay nào thì em sẽ là thanh lý của tối nay ở cái tay đấy. Đây, 6 số này các bác. Các kiểu này kia set được mấy bộ rồi kìa. Đó, anh em nào có cái nhu cầu buổi tối ngày hôm nay nhá, là tất cả những cái đồ âm thanh thì nó rất là ok đấy các bác. Thì tối ngày hôm nay thì ban bắt đầu là em sẽ là livestream thanh lý cho tất cả các bác. Đó, hôm qua thì công việc nên đi uống rượu nên là không livestream được với các bác. Thì buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ livestream với mọi người nhá. Đấy. Tất cả đây, còn nếu như ở đây nhá. Mà hôm sau mà cái mic ở đây mà có những cái bộ mic nó không ăn thì em hai sẽ tháo hết côn nha. Em hai sẽ tháo hết cái bộ mic nào nó không ăn được nữa. Thì em ai sẽ tháo hết cái côn mic này ra luôn cho tất cả các bác. Để như thế nào các bác nhỉ? Thứ nhất là tay này thì em bác nào lấy vỏ thì lấy, còn không thì em sẽ bán sắt vụn. Còn không thì côn thì em sẽ để lại cho các anh mua đồ em tặng cho các anh luôn nhá. Tất cả đây là hàng xịn đét hết 100%. Đây là cái hàng tồn kho các bác nhá. Rất là nhiều luôn. Buổi tối ngày hôm nay thì 20 giờ em hai sẽ livestream nha mọi người. Và các bác nhớ là có nhu cầu thì buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đón xem vào cái livestream 20 giờ, bởi vì rất là nhiều đồ loằng ngoằng nên em ai phải là nhớ nào nhỉ? Em ai phải là sắp xếp cũng như là sẽ làm ra tất cả các bác để còn có nghĩa là phải làm ra để cho các bác có thể dùng được thì mới thành lý cho các bác nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video này của cửa hàng bên em nhá. Đấy, rất là nhiều hàng luôn. Tối ngày hôm nay có cả đầy DB, tối nay em hãm thanh lý luôn. Các bác nhá. Này, tối nay lấy đầy DB rồi các loại hàng thanh lý được cái gì em hai sẽ thanh lý cho tất cả các bác, còn không thì chúng ta mua. Ok chưa? Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Bye bye.